Chuyện một nàng công chúa mang gia tộc đế vương muôn đời, và một vị hành tu này đã thoát bụi trần nhân thế. Nàng chót thương cho thân, chẳng dù biết là điều không thể. Người xuất gia không nói đến chuyện phù thế. Ngọc đế ơn trên ban, chàng vào cúng hướng nhân truyền tâm Phật. Nào biết đâu lương duyên, công chúa sư đồ lại thơm thương. Ngày nhớ đêm ôm mong, nàng lệnh cho phá rơi để kết đôi. Chàng tránh duyên xin lui về nương nhờ cửa phòng.